Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để mà tiếp cận một bài biểu đồ tròn với những phương pháp phổ biến nhất. Và trong bài ngày hôm nay, mình sẽ hy vọng là chúng ta có thể đối phó được với một bài biểu đồ mà thông tin của nó rất là phức tạp. Trong một bài biểu đồ tròn thì các biểu đồ thường là sẽ có khoảng 4 đến 5 biểu đồ tròn và thông tin sẽ rất là phức tạp. Vì vậy là chúng ta cần phải hiểu được cách tiếp cận để tránh việc đó là liệt kê số liệu. Nếu chúng ta chỉ liệt kê số liệu ra thôi thì gần như là không có khác gì việc kể lại cái biểu đồ đó cả. Vì vậy là chúng ta cần phải biết cách chọn lựa. Nhưng mà sau khi lựa chọn xong thì chúng ta cần phải hiểu cách để mà sắp xếp những số liệu đó một cách logic. Như vậy là hai nội dung buổi bài ngày hôm nay. Đó là biết cách lựa chọn số liệu trong một bài rất là phức tạp. Và sau khi lựa chọn xong, chúng ta cần phải hiểu được cách sắp xếp một cách logic một bài biểu đồ tròn. Hoặc là tất cả các biểu đồ khác cũng tương tự như vậy. Trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích ít nhất là khoảng có 4 cách để chúng ta có thể tiếp cận một bài biểu đồ tròn. Và trong khoảng phạm vi 150 chữ thì 4 cách này là tương đối đủ. Cách đầu tiên đó là chúng ta miêu tả điểm cao nhất và điểm thấp nhất. Tiếp theo đó là điểm cao nhất và điểm cao thứ nhì. Thứ ba đó là những cái sự khác biệt trong số liệu. Và cuối cùng là những số liệu đó có điểm nào giống nhau. Chúng ta cũng cần phải chỉ ra. Nói về điểm phương pháp đầu tiên đó là điểm cao nhất và điểm thấp nhất thì mình có hai số liệu như sau. Thực phẩm chiếm 24% và phần trăm của quần áo đó là chỉ có 6% mà thôi. Thì trong một biểu đồ khi mà các bạn đã lựa chọn ra được hai số liệu cao nhất và thấp nhất như vậy, đây là food và đây là clothing. Sau khi các bạn đã chọn được hai biểu đồ, hai số liệu cao nhất và thấp nhất đến như vậy thì chúng ta cần phải kết nối hai câu này với nhau bằng cụm từ gì? Chúng ta có thể dùng hai câu đơn nối với nhau bằng từ by contrast hoặc là viết thành một câu ghép với từ nối đó là meanwhile hoặc là whereas. Mình sẽ viết như sau: Food account for 24%. By contrast, the percentage of housing was only 6%. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể viết bằng từ meanwhile kết nối hai câu đơn tạo nên một câu ghép trong một bài. Đó là phương pháp đầu tiên, khi nhìn vào biểu đồ, chúng ta luôn tìm số liệu cao nhất và số liệu thấp nhất trong một biểu đồ tròn. Chuyển sang phương pháp số 2, chúng ta có biện pháp đó là số cao nhất và số cao thứ nhì. Giả sử mình có hai số liệu, đó là the expenditure on food is the highest with 24% và số liệu tiếp theo đó là the spending on transport is the second highest. Nếu các bạn sau khi mà đã tìm ra được số liệu cao nhất và số liệu cao thứ nhì thì nhiệm vụ tiếp theo là cần phải kết nối hai số liệu này với nhau, tránh việc viết hai câu đơn như thế này. Ok, hai câu đơn này là hai câu đơn lẻ không hề có được liên kết với nhau, và chúng ta sẽ liên kết bằng từ followed by tức là theo sau đó. Vậy thì câu này mình sẽ dịch như sau: chi tiêu vào thực phẩm là cao nhất với 24%, theo sau đó là 18% của các phương tiện đi lại. Các bạn chú ý là trong cụm từ này mình đã dùng con số followed by một con số khác, và đây là mệnh đề quan hệ ở dạng bị động, tức là chúng ta có thể rút gọn đi bằng từ which và is, vẫn giữ nguyên từ followed by chia ở phần từ hai, và chúng ta chú ý là có dấu phẩy ở phía trước. Vậy thì câu này mình sẽ viết lại như sau: the expenditure on food is the highest with 24% followed by 18% on transport. Ok, vậy thì hai câu này có giá trị tương đương nhau và dùng để miêu tả hai số liệu cao nhất và cao thứ nhì. Cao nhất và cao thứ nhì. Chuyển sang cách tiếp cận số 3, đó là sự khác biệt giữa các số liệu. Trong một bảng thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ tìm ra được các cái số liệu mà nó tương phản với nhau. Tương phản với nhau thì chúng ta làm thế nào? Tương phản với nhau thì chúng ta có những từ vựng sau đây. Nếu mà hai số liệu hoàn toàn khác nhau thì chúng ta dùng từ significant, considerable và substantial. Tuy nhiên là nếu mà hai số liệu không tương phản với nhau, tức là na ná giống nhau, sự khác biệt là không đáng kể, chúng ta sẽ dùng những tính từ ngược lại là insignificant, inconsiderable và negligible. Negligible nó là tính từ của từ neglect. Neglect. Neglect đó là bỏ qua, động từ. Vậy thì tính từ của nó là negligible, có nghĩa rằng là có thể bỏ qua được. Mình nếu mà đặt trong câu có nghĩa rằng là sự khác biệt giữa hai chủ thể A và B
có thể bỏ qua được, tức là sự khác biệt không đáng kể. Mình viết một câu như sau. The difference between transport and clothing is significant with 12%. Câu số 2 đó là There is a significant difference between transport 18% and clothing 6%. Vậy thì khi mà miêu tả một số hai số liệu khác nhau thì chúng ta có thể miêu tả khoảng cách giữa hai số liệu và đi với cụm từ with 18%. Hoặc là các bạn có thể miêu tả cụ thể từng số liệu một như là 18% và 6%. 18 trừ 6 bằng 12. Ok. Vậy thì chúng ta có hai phương pháp để mà tiếp cận với hai số liệu tương phản với nhau. Và chúng ta cũng có thể có hai cách viết. Đó là the difference is significant hoặc là chúng ta dùng there is và một cụm từ a significant difference. Ok, vậy thì đó là phương pháp tiếp cận số 2, sự tương phản giữa các số liệu. Chúng ta ngoài ra thì chúng ta có thể dùng các cấu trúc so sánh khác, ví dụ như là the expenditure on transport 18% is significantly higher than that on clothing 6%. Như vậy thì chúng ta có thể có 3 cách, có thể 2 cách thôi. Hai cái này, cách 1 và cách số 2. Và cách số 2 này thì các bạn có thể xem lại một loạt các cái bài, một loạt các bài về hướng dẫn cách so sánh trong một bài writing task 1. Ok, vậy thì đó là cách tiếp cận số 3, sự khác biệt giữa các số liệu. Tiếp theo đó là sự tương đồng giữa các số liệu. Chúng ta có một số tính từ như sau: to be similar to be the same as và to be as high as. As high as có nghĩa rằng là so sánh bằng. Vậy thì cũng có một số các trạng từ như sau: trạng từ relatively, comparatively hoặc là exactly. Relatively và comparatively nó sẽ đồng nghĩa với cái từ đó là quite, có nghĩa là tương đối là. Ví dụ như hai con số là 80% với 83% thì nó không phải là giống hệt nhau, nhưng mà chúng ta vẫn có thể coi nó là một nhóm được bởi vì nó tương đối giống nhau và đi với cụm từ relatively hoặc là comparatively. Các bạn dùng từ quite cũng được, nhưng mà mình từ này chỉ trong speaking mà thôi. Và trong writing, mình khuyến khích là dùng hai từ như mình vừa nói. Speaking. Nếu mà hai số liệu hoàn toàn giống nhau, thì chúng ta có thể, ví dụ là 80 bằng 80 chẳng hạn. Đó, hai số liệu mà là giống hệt nhau, chúng ta có thể dùng exactly được. Ok, tiếp theo mình có một ví dụ như là the percentage of food is relatively the same as transport. Có nghĩa rằng là phần trăm của thực phẩm thì tương đối giống với phương tiện đi lại. Ngoài ra chúng ta có thể dùng các so sánh bằng như là the percentage of food is as high as transport. Các bạn cũng có thể xem lại những cái bài về hướng dẫn cách so sánh trong bài biểu đồ tròn. Như vậy tổng hợp lại chúng ta có 3 cách, xin lỗi, chúng ta có 4 cách tiếp cận trong bài ngày hôm nay chúng ta đã học được. Thứ nhất đó là cao nhất và thấp nhất, chúng ta dùng từ by contrast hoặc là meanwhile. Cao nhất và các thứ nhì chúng ta có thể dùng từ followed by, có nghĩa là theo sau đó, và bản chất cụm từ này là mệnh đề quan hệ rút gọn. Sự khác nhau mà là đáng kể, chúng ta dùng những cái từ như là a significant difference. Không đáng kể, chúng ta có thể dùng từ insignificant difference. Tiếp theo là sự giống nhau thì chúng ta có thể miêu tả là to be relatively the same as, là A tương đối giống với B. Ok, vậy thì hy vọng bằng ngày hôm nay các bạn cũng đã có 4 cách tiếp cận với chủ đề ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ có một bài tập nhỏ nhỏ nữa với cái số liệu như sau. Ví dụ như là Asia and Africa. Hiện tại thì mình chưa mở được PowerPoint, mình chưa mở được Photoshop. Chúng ta sẽ xem tạm. Asia là 57% và Africa là 10%. Như vậy chúng ta miêu tả sự tương phản với nhau. Asia và Europe. Asia là số 1 với 57%. Và Europe sẽ là 14%. Nó đứng số 2. Như vậy chúng ta sẽ dùng từ followed by. Và Europe với America là đều là 14% cả. 14%. Và cả hai chủ thể này đều đứng số 2 cả. Europe với Africa là 14%. Và Africa là 10%, thì các bạn có thể coi sự khác biệt này là đáng kể, cũng được. Europe và America là đều 15-14%. Ok, như vậy là mình hy vọng các bạn sẽ làm bài tập trong phần comment. Mình sẽ viết lại các số liệu
để các bạn có thể miêu tả được. Asia là 57% và Europe là 14%. Nhưng các bạn chú ý là Asia là số 1 nhé. Số 1 và Europe chỉ là số 2 mà thôi, cho nên chúng ta sẽ dùng từ followed by. Ok, vậy thì mình hy vọng các bạn chép bài đầy đủ và luyện tập thật là chăm chỉ nha. Mình hy vọng sẽ nhìn được comment phần bài tập của các bạn. Và vậy để mình có thể chữa lại từng comment của các bạn một. Và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.